Tối hôm qua là em làm một cái lúc thứ ba để em kể quá trình cho nghe một ngày thì em đi xem phát diễn nè, rồi em chiều nè, rồi trả ơn người ta khi người ta cho mình một dĩa trái cây, tặng mình một dĩa trái cây. Rồi tối khi em đi diễn, trước khi diễn em được bắt đầu hỏi han về cái thứ đó, em có nói đó, có hỏi han tức là bán vé đường. Hoàng qua là có về với cái gì là sáng mai sẽ ăn buffet ở nhà hàng để mà cùng ăn buffet free của nhà hàng. Mà cái gì free là cảm ơn, là cái gì free rất là em phải ngon để cảm ơn người ta. Mình ăn một bữa free, mình trả ơn một cái quay để mình nói về cái lòng tốt của người ta. Vì thấy ông đồ ăn rất là nhiều đi, ăn bột lọc, mì xào, rau củ, rồi bánh đậu xanh nè, xong rồi đây xúc ăn, xúc ngon, bắp đủ kiểu hết. Đây là món bên đây nó ghê, ông nhất, ông bự con, ông nổi mùi đó. Nhưng mà chất lượng một chén gà còn là gà thấy không, trong chú đẹp giống như quý vị để điều đàn để sợ em còn luôn su bu em còn lưng có hết trơn đó, em là gà đó, đâu đó thấy không, trật tự an toàn dễ sợ luôn đó. Mẹ ơi tới đây tư gói cho quý vị tại vì nó có tiền đó mà ngồi có máy lạnh rồi xuống xuống dễ sợ luôn đó. Vậy thôi, buổi sáng mình bước ra rồi mời quý vị ăn sáng chung vậy đó. Dạ, hân hoan lắm, lòng vui sướng lắm. Dạ, nhưng mà một lát nữa sẽ đi đến các bàn của mình. Nghe nói ở đó đẹp lắm, nghe nói là cái căn nhà đó mình đi tới đó giống như đi lên sao Hỏa vậy đó. Sao Hỏa thì thật sự mà bây giờ không có ai đi đâu, cho nên mình nói làm sao thì mỗi người nói một kiểu khác, chứ cũng đâu có sợ đâu, có so sánh khác. Dạ, dạ. Em cái tin mà đội cát vàng đến như sao mà nó là của ông Hoàng Nhất. Ông Hoàng Nhất ông đưa tin cho em, để nhất định em phải tới đó để coi có phải sao Quả hay là sao Quả tạ hay quý vị ha. Dạ, rồi. Mời quý vị ăn sáng nhé. Vậy thôi. Clip vui vẻ, clip vui vẻ, buổi sáng clip vui vẻ.